Tú Quỳnh xin mến gửi lời chào đến với tất cả quý khán tính giả thân thương, thương đang theo dõi và lắng nghe trên kênh độc truyện Chị Dậu. Rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng ngày hôm nay. Và ngày hôm nay, Tú Quỳnh sẽ tiếp tục mang đến cho quý vị tập 10 của bộ truyện Kế hoạch hôn nhân. Và tập truyện ngày hôm nay hứa hẹn sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều những diễn biến thú vị và hấp dẫn. Không để quý vị và các bạn chờ lâu hơn nữa, ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy đồng hành cùng với Tú Quỳnh để theo dõi nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Thời gian cứ như thế trôi qua thêm nửa tháng. Thời gian này tôi ở nhà chăm hiếu là chính. Hoàng sau khi đi làm về sẽ về thẳng nhà của tôi. Nhiều lần anh nói mẹ con tôi dọn về bên nhà trước kia chúng tôi từng sinh sống, nhưng tôi đều từ chối thứ nhất là vì bố còn nằm viện, tôi muốn ở đây trong nòm nhà cửa để giúp cho mẹ. thứ hai tôi chưa sẵn sàng quay sang đó, vì sợ chạm mặt mẹ chồng. hôm nay hoàng đi làm về muộn cho nên tôi phải cho hiếu ăn cơm trước rồi đi nghỉ. hiếu hỏi sao bố chưa về hả mẹ? bố con nói hôm nay sẽ về muộn, mẹ cho con ăn cơm trước rồi đi nghỉ sớm nhé. dạ Cơm mẹ Linh nấu có ngon không con? Dạ ngon. Ngon bằng cơm bố Hoàng nấu không? Thằng bé chợt dừng lại, suy nghĩ dài giây, ánh mắt liếc liếc xem sắc mặt mẹ thế nào. Chắc là cũng đang sợ nói thật thì mẹ sẽ buồn. Tôi bảo, "Không sao, con cứ nói thật." "Mẹ Linh nấu ngon, nhưng bố Hoàng nấu ngon hơn mẹ Linh một chút." Thằng bé trả lời. Tôi cười cười xoa đầu con Cái thằng bé này Còn biết nói giảm nói tránh cho mẹ rồi đó Cho con ăn xong Rồi đi ngủ thì cũng là 9 giờ Thì Hoàng mới về Anh vừa nhìn thấy tôi thì đã hỏi Em ăn cơm chưa Mà con chắc ngủ rồi sao Em vừa cho con ngủ Em đợi anh về Rồi ăn luôn Anh đi thay đồ đi Em hâm nóng thức ăn lại nhé Ngốc Lần sau không được nhịn đói chờ anh như vậy Phải ăn đúng bữa, biết chưa? Hôm nay em có nấu mấy món mà anh thích đó Chờ anh về ăn mới vui chứ Nhưng mà em nhịn đói, lạnh xót Tôi mỉm cười nhìn anh Từ đáy lòng xông lên cảm giác hạnh phúc vô bờ Sau đó tôi dục anh đi thay đồ Tắm không kéo muộn Lại còn là thời tiết mùa đông Sau khi tôi hâm nóng đồ ăn xong xuôi hết rồi vẫn chưa thấy Hoàng từ nhà tắm bước ra. Tôi ngồi đợi thêm một lúc nữa thì sốt ruột quá cho nên đứng dậy xem thử thế nào. Vừa bước tới cửa, tôi đã nghe thấy giọng của anh, giọng ra rất lớn. Chuyện của con, mẹ đừng có mà can thiệp vào. Con đã nói rồi đó. Nếu như mẹ còn cứ cố tình can thiệp thì hãy xem như thằng con này chết rồi đi. Trước này việc gì của con, con cũng tôn trọng mẹ cho nên xin phép mẹ bây giờ mẹ hãy tôn trọng quyết định của con nếu như mẹ bảo con không nghe lời mẹ là mất dạy thì mẹ nói đúng rồi đó giới hạn duy nhất của con bây giờ là mẹ con cô ấy cho nên mẹ đừng có tùy tiện chạm vào giới hạn của con mẹ cứ suy nghĩ kỹ đi một là mẹ có cả con trai con dâu lẫn cháu hai mẹ chẳng còn gì hết mẹ hiểu tính con mà đúng không nói xong Tôi không nghe thấy âm thanh nào phát ra Cả người tôi hơi sững lại Vì không nghĩ anh lại kiên quyết Và dứt khoát như thế với mẹ của mình Tôi đang không biết phải làm sao Thì tiếng cạch cửa dàn lên Cánh cửa phòng tắm mở ra Hoàng nhìn tôi Tôi thấy mặt anh vẫn hơi đỏ Tôi ấp úng Em... em định tới hỏi Anh xong chưa trang cơm Anh xong rồi đây Để xem hôm nay giờ anh nấu món gì em nấu không ngon bằng anh đâu anh đừng có mà chê nha ai dám chê bà xã đại nhân có ăn là tốt rồi anh đó càng ngày càng dẻo miệng tôi và anh mỉm cười nhìn nhau tôi không dám hỏi anh chuyện vừa nãy cho nên giả như không nghe thấy gì cả đến lúc gần ăn cơm xong anh hoàng đột nhiên bảo anh chuyển hết cổ phần công ty vũ gia cho em rồi đó Tôi tròn xe mắt nhìn anh và hỏi lại Hả? Sao? Sao lại chuyển hết cho em? Thì công ty vốn dĩ là của em mà Thời gian qua anh chỉ giữ hộ em thôi Tôi biết mục đích Hoàng xây dựng lại công ty là vì mình Nhưng giờ đây nghe chính miệng anh nói lại lần nữa Dẫn khiến cho tôi xúc động, nghẹn ngẹn ở cổ Anh thấy như vậy thì khẽ cười và nói tiếp Ra Tết anh sẽ cho con học ở trường quốc tế cho vệ sĩ bảo vệ con thật tốt cho nên vấn đề về con em cứ yên tâm anh biết em ở nhà nhiều cũng chán cho nên sang năm em quay trở về công ty vũ gia làm giám đốc đi em yên tâm anh sẽ luôn hậu thuẫn phía sau để cho em không phải lo lắng sẽ không để cho ai dám chỉ tay đâm ngón với em em không phải sợ gì cả nhưng mà em trước giờ em vẫn chưa có kinh nghiệm gì hết Giả lại Không sợ Vì sau lưng em luôn có anh Đúng Chỉ cần sau lưng tôi có anh Thì tôi sẽ chẳng sợ sệt gì hết Vì tôi biết Bầu trời này có sập xuống Thì anh vẫn sẽ thay tôi cánh giác Nhưng tôi sẽ cố gắng Làm tốt nhất có thể khâu phụ công cố gắng của anh Trong suốt 3 năm qua Ăn cơm xong thì tôi và Hoàng Cùng nhau dọn dẹp Đến khi lên giường ngủ cũng là 10 giờ 30 phút tối. Hôm nay không như mọi hôm, chúng tôi chỉ lặng lẽ nằm cạnh bên nhau, Dòng tay ôm nhau thật chặt. Chẳng cần hứa hẹn dời sông lấp bỉ chẳng cần hứa hẹn kiếp sau sẽ gặp lại, chỉ cần cùng nắm lấy tay nhau, bình yên và đi hết kiếp này là chúng tôi đã mãn nguyện. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy thì đã thấy bố còn quan dậy trước. Hiếu được anh thay bộ quần áo mới rồi ngồi sẵn trên bàn ăn. À, mẹ lên dậy rồi. Chà, hôm nay hai bố con dậy sớm vậy? Hiếu cười tươi, khoe. Hôm nay con còn đánh trứng cho bố đó mẹ. Hoàng cũng nói thêm. Con trai của mình hơi bị giỏi luôn đó. Anh huấn luyện cho con nấu ăn dần đó sao? Tôi tẩm tiểm, treo gẹo. À đúng rồi. Không nhỡ mai sau lấy vợ Mà giờ không biết nấu ăn Thì còn biết đường nấu cho vợ con ăn chứ Giống như anh hay nấu cho em đó sao Đúng vậy Cha truyền con đối mà Tôi bật cười Nhìn hai bố con của anh Đang ăn sáng thì anh nói Hôm nay hai mẹ con Có muốn đi chơi ở đâu không Trời loanh quanh trong thành phố nhà Bình cũng nhiều rồi mà anh. Thôi anh cứ đi làm đi, công ty lúc nào cũng nhiều việc hết ý anh là một chuyến đi chơi xa của cả gia đình mình chơi xa đúng rồi em thích đi đâu uhm, em nghe nói đà lạt rất đẹp nhưng mà chưa bao giờ đến đó vậy thì mình sẽ đi đà lạt quyết định một tuần nữa sẽ đi tuần này anh sẽ thu xếp công việc ở công ty dạ thứ sáu tới lịch tái khám của hiếu nhưng vì hoàng bận cuộc họp cổ đông cho nên tôi bảo anh không cần đưa con đi hai mẹ con của tôi sẽ tự đi bác sĩ khám xong cho hiếu thì bảo tôi yên tâm vì sức khỏe của con đã hoàn toàn bình thường và lần này bác sĩ chỉ kê cho tôi mua thêm ít thuốc bổ tăng sức đề kháng cho con khi hai mẹ con tôi chuẩn bị ra về thì bất ngờ gặp mẹ của hoàng đang đi cùng với phương từ ngoài bước dạo Bà vừa nhìn thấy tôi đã dành cho tôi một cái nhìn đầy xéo sắc. Bà vừa mở miệng định nói gì đó, nhưng khi ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của Hiếu, thì lời nói ấy lại nuốt ngược trở lại. Ánh mắt có phần dịu dàng hơn, và cuối cùng bà quyết định bước qua tôi như chưa từng quen biết. Tôi khẽ cực đầu chào bà rồi bước đi ra cổng. Khi hai mẹ con của tôi đang đứng chờ taxi, thì bất ngờ, một giọng nói phía sau vang lên. Chắc là chị đang thỏa mãn lắm nhỉ? Tôi quay đầu nhìn lại thấy Phương đang đứng trước mặt mình Cô ta nhìn tôi với ánh mắt đầy căm ghét Tôi bình thẳng và đáp lại Tôi nghĩ là tôi và cô chẳng có gì để nói với nhau hết Chị chia trẻ tình yêu của chúng tôi đã đành Chị lại còn chia trẻ tình cảm mẹ con nhà người ta Bây giờ bác gái vì chị mà sinh bệnh Chị hài lòng lắm đúng không? Chị luôn miệng nói sẽ không quay lại danh hoàng Nhưng bây giờ Chị lại ngang nhiên chung sống với anh ấy Ngay từ đầu tôi gặp chị Tôi đã biết chị là cái loại không tra gì Loại như chị Phải mang danh cáo già Trước mặt con mình Tôi không muốn nói những lời tiêu cực Và khó nghe Cho nên dù cô ta có nói tôi Tôi cũng cố gắng nhìn Không buồn trả lời mà dắt tay con bước đi tiếp Thế nhưng cô ta lại nói Tôi không hiểu người như chị Tại sao lại đủ tư cách để làm mẹ Tôi xấu hổ dùm thằng bé Khi có người mẹ như chị đó Hình như là tôi cố gắng nghiêm lặng Là vì con Nhưng cô ta lại nghĩ tôi ngu hay sao Lúc này chiếc taxi Chở mẹ con tôi cũng đã tới Tôi bình thản cho con lên xe ngồi trước Rồi quay lại bảo cô ta Cô Phương Hình như cái miệng của cô Đi chơi hơi xa rồi đó Tôi chỉ hỏi cô một câu thôi. Cô lấy cái tư cách gì mà xen vào chuyện gia đình của chúng tôi? Nhiều lúc thấy người khác im lặng không phải là người ta ngu, không biết trả lời thế nào, mà là người ta khinh mình không đủ tư cách để nói chuyện với người ta. Nói vậy, cô có hiểu hay không? Hay là để cho tôi nói rõ ra, là tôi khinh cô không đủ tư cách để nói chuyện với tôi. Bây giờ cô đã hiểu chưa? cô ta nghe tôi nói như thế đột nhiên sững lại mấy giây rồi nhanh chóng nói cái loại gia đình phá sản mặt dài như chị mà cũng dám nói những câu như thế với tôi sao nói xong cô ta vừa giơ tay lên định tác tôi thì bất ngờ có một bàn tay rắn chắc nắm lấy cổ tay cô ta siết chặt lại người ấy càng từng chữ đầy tức giận cô bị điên hay sao mà dám động vào cô ấy à, anh Hoàng, em, là chị ta đã sỉ nhục em. Giọng của ta ủy khuất. Hoàng dung mạnh tay cô ta ra khỏi. Anh nói. Tôi cho phép cô ấy sỉ nhục cô. Anh, anh bị làm sao vậy? Anh bị chị ta cho ăn bùa mê thuốc lú rồi đúng không? Anh có biết mẹ gì anh? Vì lo cho anh mà sinh bệnh rồi hay không? Chuyện nhà tôi không cần người ngoài như cô tham gia. Anh Cô ta còn chưa nói hết câu Thì Hoàng đã chặn ngang Ánh mắt của anh sắc bén Nhìn cô ta như là kẻ thù Câm miệng Nói xong anh quay sang nhìn tôi Sắc mặt chuyển sang muôn phần yêu thương Anh bảo Mình về thôi em Tôi khẽ gật đầu Sau đó Hoàng bế hiếu sang xe của anh Nhưng vẫn thanh toán đầy đủ cho bác lái xe Trên đường trở về tôi hỏi anh Em tưởng là anh bận hợp cơ mà Sao lại Anh cho kết thúc cuộc họp sớm rồi Em vừa có gặp mẹ anh đó Hình như là bà đang bệnh Em cứ kệ đi Để cho bà diễn dài ngày Nhưng mà biết đâu Mẹ bệnh thật thì sao anh Thì có bố chăm sóc rồi Em đừng lo Nghe vậy thì tôi cũng không nói gì thêm Cứ như thế cho đến trước ngày chúng tôi chuẩn bị đi Đà Lạt một hôm, thì buổi tối hôm ấy tôi nhận được điện thoại từ bệnh viện gọi đến, báo bố tôi đã tỉnh. Lúc này thì Hoàng vừa cho Hiếu đi ra ngoài, đi đâu tôi cũng không rõ. Tôi gọi điện thoại cho anh, nhưng anh không nghe máy. Và cuối cùng, tôi đã khoác dội chiếc áo choàng rồi chạy ra ngoài đường chính, bắt taxi đến bệnh viện trước. Khi tôi đang đứng chờ xe, thì điện thoại trong túi giang lên. Nhìn thấy số của Hoàng gọi đến Tôi chưa kịp bấm nút nghe Thì đã bị một lực rất mạnh Từ đâu đập thẳng vào gáy Khiến toàn thân của tôi như quỵ ngã xuống đất Trước khi mất đi ý thức Tôi chỉ kịp nghe tiếng Người phụ nữ khá quen thuộc gian lên Tổng nó lên xe Tôi không biết Mình đã ngất đi bao lâu Đến khi tỉnh dậy Thì đã thấy mình ngồi trong một căn nhà cũ kỹ Lúc này tôi cũng phát hiện ra Hai tay của mình bị trói chặt vào một chiếc ghế, không thể nào nhúc nhích. Tôi nhìn xung quanh, căn nhà không có một bóng dáng của ai. Còn đang hoang mang thì một giọng nói dàn lên. Tỉnh rồi sao chị đẹp? Tiếng bước chân dàn lên, khuôn mặt của người phát ra giọng nói đó cũng xuất hiện rõ mồm một trước mặt của tôi. Ngàn dạng lần tôi không thể ngờ người đó lại là Phương. Chẳng lẽ cô ta điên tình không có được tình cảm của Hoàng Cho nên đã bắt cóc tôi hay sao Tôi hét lên Thả tôi ra Cô ta nhìn tôi Bật một nụ cười rất kinh dị Khác hẳn với hình tượng tôi từng nhìn thấy ở cô ta Thả chị ra sao Xin lỗi tôi đâu có điên Suốt cuộc là cô muốn gì À Thì cũng không có gì quan trọng Chỉ là tôi muốn trạch nát cái bộ mặt của chị ra. Rồi 12 giờ đêm nay, gửi gắm chị cho bọn buôn người sang Trung Quốc lấy nội tạng. Tôi nghe cô ta nói mà gai ốc khắp người nổi hết lên. Sống lưng truyền đến cơn lạnh buốt. Tôi tin không phải là cô ta dọa mình. Với những kẻ điên tình thì việc gì cũng dám làm. Thế nhưng tôi vẫn cố làm ra giả bình tĩnh và bảo cô ta. Cô điên rồi sao? Cô suy nghĩ kỹ lại đi Như vậy là phạm pháp đó Phạm pháp Chị tưởng tôi sợ sao So với chuyện phạm pháp Nó không nhục bằng bị người khác Cướp trắng trợn đồ của mình Tôi thả chết Cũng không cho phép điều đó xảy ra Chị hiểu chưa Nói xong Cô ta bắt đầu ngồi luyên thuyên câu chuyện của mình và Hoàng Càng nói Tôi càng cảm thấy trí óc cô ta không được bình thường là một kiểu người không kiểm soát được cảm xúc và hành động tôi hiểu cô ta là loại bất cứ chuyện gì cũng có thể làm ra bao gồm cả chuyện cô ta vừa nói với tôi tôi hiểu cho dù trong lòng nóng như lửa đốt nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh bởi vì tôi biết bây giờ không ai có thể cứu được mình ngoài chính bản thân nhân lúc cô ta luyên thuyên tôi tìm cách nới lỏng sợi dây miệng giá giờ gian xin để cô ta thỏa mãn tôi xin cô xin cô thả tôi ra tôi sẽ coi như chuyện ngày hôm nay không xảy ra tôi xin cô đó chị nói như thế chị tưởng tôi sẽ tin chị sao con này đẹp nhưng không có ngu tôi cầu xin cô cô muốn gì tôi đều cố gắng đáp ứng cho cô tôi chưa muốn chết cô ta nghe tôi nói như vậy thì cười lớn hơn và đáp chị hỏi tôi muốn gì sao Chẳng gì làm cho tôi khoái Bằng cảnh thấy chị Bị hủy hoại nhan sắc Bị chết không toàn thay Nói xong Cô ta liền rút ra trong túi quần Một con dao bấm Mũi dao sáng loáng Lướt qua ánh mắt Khiến cho tôi chân tay như rụng rời Dao từ từ tiến về gương mặt của tôi Cả người của tôi như muốn mềm nhũn cả ra Nhưng khi đối diện với ánh mắt quý dị Và nụ cười nham hiểm kia tôi lại phải cố gắng gồng mình khoảnh khắc mà con dao gần chạm đến mặt của tôi chỉ cách chưa đầy một gang tay thì cũng may tôi nới lỏng được sợi dây trói bàn tay của tôi rồi chụp lấy cán dao cô ta thấy tôi cởi bỏ được sợi dây trói lại càng điên hơn nghiến rằng rít lên à cái con chó này mày giỏi hai chúng tôi giằng co qua lại có những lúc vết dao sượt qua cổ tay nhưng tôi không thấy đau vì còn nỗi sợ lớn hơn thế đang rình rập lấy tôi cũng không biết chúng tôi đã dằn co qua lại bao nhiêu lâu cho tới khi mũi dao phập thẳng vào cơ thể một dòng máu đỏ thẫm chảy ra loèn đến bàn tay của tôi nhưng không phải vết thương từ trên người của tôi mà là cô ta tôi giật mình buông tay ra khỏi cán dao mũi dao đâm trúng vào bụng của phương cô ta trợn tròn mắt nhìn tôi trong khoảnh khắc, trời đất như tối sầm trước mặt tôi. Mùi máu tanh như bao trùm cả bầu không khí. Trong ánh mắt của tôi lúc này là một màu đỏ của máu. Ký ức kinh hoàng vì buổi tai nạn của Hiếu lần nữa ùa về khiến cho tôi bắt đầu hô hấp khó nhọc. Đầu óc của tôi bắt đầu cảm thấy đau nhói. Cả người cô ta loạn choạng rồi ngã xuống trước mặt của tôi. Dù thức, tôi cũng lão đảo lùi về phía sau vài bước tôi vừa lùi vừa nhìn bàn tay của mình và miệng lẩm bẩm không tôi không có ý tôi nói đến đây cả miệng của tôi cứng ngắc căn nhà như dịch chuyển chạy xung quanh tôi tôi ngước mắt nhìn về phía cánh cửa bóng tối như thủy triều ập đến và cuối cùng tôi chẳng biết làm gì nữa mà cũng ngã quỵ xuống đất đến khi một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy cơ thể của tôi một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cho tôi trở về với thực tại linh linh à tôi mở đôi mắt mơ màng ra nhìn trước mặt tôi là khuôn mặt quen thuộc của hoàng ánh mắt của anh đầy sự lo lắng khi nhìn tôi lúc ấy tôi đã hy vọng mình vừa mơ một giấc mơ nhưng khi quay sang nhìn thấy phương đang nằm cách mình một đoạn mắt trợn tròn không nhắm nằm im bất động bên dụng máu với một cái chết tức tưởi cả người của tôi run lên nói mãi mới lên tiếng anh ạ à, em 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 giết người rồi hoàng nhìn tôi anh đưa hai tay của mình áp vào má của tôi anh bình tĩnh nói linh em bình tĩnh bình tĩnh nghe anh nói cả người của tôi run lên lúc này tôi không thể giữ được bình tĩnh và cũng không thể nghĩ được gì khác tôi gào khóc kêu lên. Em, em không cố ý giết cô ta. Nhưng mà anh ơi, nhưng em, em giết người rồi anh ạ. À. Anh biết, anh biết là em không cố ý. Em cũng không giết cô ta. Nghe anh dặn đây. 5 giờ chiều hôm qua, em ở công ty về. 6 giờ tối, em về nhà nấu ăn. 8 giờ tối, em cho con đi chơi và mua sắm ở siêu thị. Em còn mua rất nhiều đồ chơi cho con và quần áo cho anh nữa. 9 giờ 30 phút em về nhà không thấy anh đâu hết cả đêm qua em ôm con ngủ vào giờ phút này tôi chỉ cảm thấy trong đầu mình toàn là tiếng ong ong khó tả thậm chí hoàng đã nói rất nhiều nhưng tôi chỉ nghe câu được câu không đại loại là anh dặn dò cho tôi một lịch trình gì đó rất mới tôi vừa khóc vừa lắc đầu không em hoàng nhìn tôi hai tay vẫn ôm chặt lấy má của tôi anh bất ngờ gắt lên vũ tuệ linh em tỉnh táo lại cho anh cả người của tôi chợt sững lại khi nghe tiếng quát của anh tôi ngước mắt lên nhìn anh ánh mắt của anh lúc này đã đỏ hoe rừng rừng giọt nước mắt anh chậm rãi nói từng chữ một rất rõ ràng hãy nhớ tất cả mọi chuyện xảy ra ở đây em đều không biết Em không hề có mặt ở hiện trường Linh Mọi chuyện đều là anh gây ra Em nhớ chưa Nước mắt nhanh chóng thấm đẫm đôi mắt của tôi Tôi vừa khóc vừa lắc đầu Không Không Tôi còn chưa kịp nói hết câu Thì Hoàng đã nhắm mắt lại Đặt lên trán của tôi một đụ hôn Giọt nước mắt của anh Chảy dài xuống Hòa chung với giọt nước mắt nóng hổi Đang rơi trên má của tôi sau đó anh cũng trán của mình vào trán của tôi và nghẹn ngào nói anh yêu em nếu như không thể bảo vệ được em anh cũng không cần bảo vệ chính mình nữa không anh ạ à, em không làm được linh nghe anh rời khỏi đây tôi vừa khóc vừa lắc đầu làm sao tôi có thể làm như vậy khi tất cả lỗi lầm là ở tôi hoàng bất ngờ rút ra trong chiếc áo vest một cái khăn Anh nhẹ nhàng lau đi Những dệt máu trên ngón tay của tôi Vừa lau anh vừa nói Con cần em Vì con vì anh Hãy rời khỏi đây đi em ạ à. Anh vừa dứt lời Thì tiếng còi xa cảnh sát vang lên Hoàng thấy vậy liền đẩy mạnh tôi về phía sau của ngôi nhà Anh nhìn tôi Bảo tôi đừng lo lắng gì cả Và hãy tin anh Nước mắt tôi nhòe đi Tôi lắc đầu không không anh ạ à. em phải tin anh nói xong anh xoay người đi về phía phường đang nằm vừa cầm lên con dao anh lau trước kỹ giống kiểu lau đi dấu chân tay của tôi sau đó mấy người mặc đồng phục cảnh sát ập tới tôi định tiến lên nhận tội thì bất ngờ bị một người phía sau giữ chặt rồi bịt mồm lại người ấy nói thầm đừng Cô phải tin sếp Hoàng Nước mắt tôi giàn dùa Nhìn theo bóng của anh Hai tay anh tình nguyện để người ta cộng lại Cả đời này có chết Tôi cũng không bao giờ quên được Cái ngoảnh đầu về phía sau Nhìn tôi lần cuối Ánh mắt ấy đem hết thảy Sự cương chiều chứa đựng trong đó Nụ cười ấy dịu dàng hơn cả Gió mát ngày xuân Cả cơ thể của tôi Như bị ai đó cắt đứt hết đi mạch máu chỉ có thể theo thào và nói nhỏ. "Hoàng, đợi em, em sẽ điều tra rõ chuyện này, nhất định sẽ không để anh gì em mà hàm oan." Mọi chuyện vốn dĩ đã đàn tốt đẹp, chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn dở tan. Vào cái giờ khắc chứng kiến anh bị người ta áp giải đi, cũng là lúc tôi cảm thấy cả bầu trời trong xanh dự sụp đổ dưới chân của mình. Thay vào đó, là một màn đêm lạnh lẽo, tôi đáng sợ tất cả những gì đẹp đẽ tất cả mọi hy vọng đều hoàn toàn biến mất cũng giống như hạnh phúc vừa nhanh nhóm cũng tựa hồ tan biến sau một giấc mơ đẹp càng nghĩ tôi càng cảm thấy đầu mình đau như sắp dở tung bàn tay vô thức siết chặt lại thành nắm đấm móng tay đâm sâu xuống lòng bàn tay hy vọng như vậy có thể khiến cho bản thân tôi bị đau mà tỉnh lại thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng đó nhưng đáng tiếc mọi chuyện vừa xảy ra đã không cách đầu giáng hồi được nữa bây giờ tôi chỉ còn cách chấp nhận hiện thực tàn khốc mà kiên cường đối mặt trong lúc tôi còn đang thẫn thơ suy nghĩ thì một giọng nói trầm thấp vang lên cô linh cuốn ly cà phê này cho tỉnh táo tôi ngước mắt lên nhìn người đàn ông anh ta là nam là nhân viên đã theo hoàng từ lâu tôi chưa gặp nam bao giờ nhưng có vẻ anh ta và Hoàng có mối quan hệ, sếp và nhân viên rất thân thiết. Sau khi từ hiện trường vụ án trở về, Nam lái xe đưa tôi về thắng nhà của mình. Trên đường về, Nam cũng có nói cho tôi biết quá trình anh ta cùng với Hoàng tìm kiếm tôi. Cho đến lúc tìm thấy, tôi thở dài gật đầu. Cảm ơn anh. Tôi nhận lấy ly cà phê từ tay anh ta, nhấp một ngụm nhỏ. Cả miệng của tôi đều là gì chua chát. Cuối cùng, lại mệt mỏi đặt ly cà phê xuống bàn. Tôi hỏi Nam. Sau bao nhiêu giờ thì chúng ta có thể bảo lãnh anh ấy ra ngoài? Tôi đã liên hệ với luật sư riêng của sếp Hoàng. Khoảng 2 giờ đồng hồ nữa, ông ấy sẽ có mặt ở đây. Vì luật sư này rất nổi tiếng và được sếp Hoàng rất tín nhiệm. Tôi cũng vừa nhận được thông báo, chủ tịch cũng đã biết chuyện và đã thuê luật sư riêng cho sếp nhưng chúng ta sẽ làm việc riêng với luật sư của sếp hoàng còn luật sư bên chủ tịch là khác càng đông người càng tốt vị luật sư đó hiện tại đang ở đâu mà hai giờ đồng hồ nữa mới đến được vậy ông ấy đang đi tìm hiểu một số chuyện một lát nữa ông ấy hỏi gì cô cứ trả lời hết ra nhé tôi biết rồi mà anh nam nè anh có biết gì về gia đình của phương không Tôi cũng không biết rõ Nhưng tôi nghe nói gia đình cô ta Cũng không phải là dạng dừa Mẹ là giám đốc của một công ty thời trang Nhưng bố và anh em chú bác Nhiều người làm trong giới chính trị Khi anh Nam nói những lời như thế Tôi thấy sắc mặt anh ta Tỏ ra vẻ lo lắng Tôi biết những câu nói bảo tôi yên tâm Cũng chỉ là để động viên tôi Vì gia thế nhà Phương Cũng không hề đơn giản Tôi ruồn ruồn bảo anh nếu như không có cách nào khác thì tôi tôi sẽ ra nhận tội cô đừng nghĩ như thế tôi tin sếp hoàng chắc chắn đã có tính toán của mình giờ phút này cô càng phải bình tĩnh và tỉnh táo ít nhất là vì bé hiếu nữa nói đến hiếu tôi mới nhớ vì quá lo sợ và hoảng hốt mà tôi đã quên không hỏi xem giờ này con trai mình đang ở đâu à đúng rồi anh có biết Hoàng gửi bé Hiếu ở đâu không? Về phần bé Hiếu, cô cứ yên tâm. Đã được cô Vi, thư ký của sếp chăm sóc rồi. Cô biết cô Vi chứ? Tôi biết. Tôi vừa dứt lời thì điện thoại của Nam đổ chuông. Anh ta đứng dậy, đi ra chỗ khác nghe điện thoại. Sau đó, thời gian cứ thế chậm chậm trôi qua. Mỗi giây mỗi phút, tôi cảm tưởng như sắp hết cả cuộc đời cứ nghĩ đến cảnh hai tay của anh bị còng. Giờ này đang ngồi trong tù mà trái tim tôi như ngàn dạng lưỡi dao cứa dạo. Lẽ ra tất thảy những bi kịch đó tôi phải chịu đựng. Vậy mà anh thật ngốc. Anh không bận tâm đến danh tiếng cả một đời xây dựng. Anh không bận tâm đến hình ảnh cao ngạo thường ngày. Anh không bận tâm đến chuyện mang danh kẻ giết người. Thậm chí anh không bận tâm đến cổ phần công ty. Điều anh chỉ bận tâm là cô gái của anh Là tôi Dài tôi truông lên Giọt nước mắt lại lăn dài trên hai má Bên ngoài Bầu không khí giận trong xanh Trời cao dời dợi Nhưng lòng tôi lại là một màn đêm lạnh lẽo Không có anh Trời trong xanh đến mấy cũng hóa âm u Cánh cửa phòng mở ra Nằm từ bên ngoài Dẫn vào một người đàn ông Mặc bộ âu phục màu đen Chắc chỉ hơn hoàng dài tuổi Tôi nhận ra người đàn ông này Vì đúng như Nam nói Thì anh ta rất có tiếng trong giới luật sư Tuy còn trẻ tuổi so với những gì luật sư lâu năm Nhưng cũng không ít vụ anh ta đã chiến thắng cả họ Và cũng đã được lên báo rất nhiều Tôi chủ động đứng dậy chào anh ta Nam hỏi Cô Linh cũng biết luật sư Dương sao? dạ vài lần tôi có đọc báo về anh ấy cho nên tôi biết ạ à. luật sư dương cười nhà gật đầu với tôi vinh dự cho tôi quá như vậy chúng ta bắt đầu công việc nhỉ dạ tôi ngồi đối diện với luật sư dương và nam tôi hít một hơi thật sâu đem toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối kể chi tiết tỉ mỉ cho hai người nghe đến đoạn tôi đâm trúng cô ta cổ họng của tôi bất giác nghẹn cứng vì sợ hãi nhưng sau đó tôi vẫn phải cố trở ngang mình để kể tiếp và vào lúc này ngoài trừ tỉnh táo ra thì tôi không còn cách nào khác luật sư dương sau khi nghe tôi kể xong liền hỏi vậy là nhát dao đó là do cô tự vệ dạ đúng vậy cô có nhớ rõ mình đã đâm vào bộ phận nào trên cơ thể nạn nhân hay không và dạ, đâm mấy nhát tất nhiên là tôi không nhớ rõ tôi nói giống dạc vì nhát dao đó là do lúc chúng tôi dằn co qua lại cho nên vô tình đâm trúng bởi vậy tôi chỉ vô tình đâm một nhát vào bụng cô ấy tôi nhớ rất rõ luật sư dương nhà tôi nói như thế hàng lông mày bất giác nhíu lại vẻ mặt trầm tư suy nghĩ rồi mới lên tiếng và hỏi cô chắc chắn mình đã đâm vào bụng nạn nhân chứ Tôi chắc chắn Nhưng mà tại sao vậy anh? Tôi nhận được báo cáo bên pháp y nói rằng Nạn nhân tử vong là do vết dao chí mạng đâm thẳng vào tim Còn vết dao ở bụng rất nông Cho nên không ảnh hưởng gì đến nhiều Nếu như cô nói chỉ là mình đâm một nhát Vậy sao trên người nạn nhân lại có hai nhát dao? Tôi nghe đến đây thì cũng buồn ruộng cả tay chân tuy là giờ phút ấy tôi rất hoảng loạn và sợ hãi nhưng tôi chắc chắn mình chỉ vô tình đâm cô ấy một nhát vào vào bụng và ngay sau đó tôi vì hoảng sợ quá cho nên đã ngất đi nếu như theo lời luật sư dương nói thì chẳng lẽ đã có người thứ ba xuất hiện tôi chậm rãi đáp vậy liệu có người thứ ba hay không vì sau khi tôi đâm cô ấy một nhát vào bụng tôi thấy máu chảy nhiều và tâm lý lần đầu tiên đâm trúng người khác cho nên tôi đã ngất sau đó tôi chắc chắn và đảm bảo mình không thể đâm vào cô ấy hai nhát dao được lúc này nam cũng lên tiếng đúng lúc tôi và sếp hoàng đến hiện trường thì đã thấy cô linh ngất liệm dưới đất còn cô phương thì nằm bất động bên dũng máu bởi vậy sếp hoàng đã dặn tôi đi ra cửa sau để phòng cảnh sát tới thì phải đưa cô linh rời khỏi đây kỳ lạ một điều nữa là trong quá trình tìm kiếm của linh chúng tôi không hề báo cáo cảnh sát nhưng ngay sau đó cảnh sát đợp tới chứng tỏ đã có người báo cảnh sát trước luật sư dương nghe xong liền gật đầu theo như hai người kể thì tôi chắc chắn đã có kẻ thứ ba xuất hiện và kẻ đó mới là hung thủ thực sự dẫn đến cái chết của nạn nhân trước mắt tôi sẽ đến bang điều tra để xem tình hình cậu Hoàng bây giờ thế nào. Sau đó đợi cảnh sát rời khỏi hiện trường thì chúng ta sẽ đến đó điều tra lại lần nữa. Tôi và Nam hoàn toàn tán thành ý kiến của luật sư Dương. Nhưng nghe tin anh đến bàn điều tra hình sự xem tình hình của Hoàng thì tôi cũng muốn đi theo. Thực lòng giờ phút này ngồi không ở nhà chờ đợi tin tức khiến cho tôi có cảm giác ngột ngạt đến khó thở. Tôi xin luật sư Dương cho mình đi cùng nói kể cả lưỡi thì anh ta mới đồng ý lúc đến bàn điều tra hình sự nơi đang tạm giữ anh luật sư dương xin được nói chuyện với một vị chánh thanh tra nào đó ban đầu họ không cho tôi vào phòng vị chánh thanh tra cùng với luật sư dương nhưng sau đó anh ấy phải bảo tôi là trợ lý của anh ấy thì mới được đi cùng khi chúng tôi bước vào phòng làm việc của vị chánh thanh tra kia cũng là lúc ông ta vừa trả lời điện thoại xong. Ông ta chắc nhận ra luật sư Dương cho nên khẽ ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống kế. Xong ông ta bảo Tôi biết là luật sư Dương sẽ tới đây vì cầu hoàng. Vừa nãy luật sư Minh đã đến đây gặp tôi. Nhưng rất tiếc, vẫn còn chưa tới 24 giờ đồng hồ. Cầu hoàng đang phối hợp với phía cảnh sát để lấy khẩu cung cho nên cậu không thể gặp cậu ấy được đâu. Luật sư Dương nghe như vậy khẽ cười và bình thản đáp: Sếp Tần, tôi tưởng là sếp biết trước khi luật sư của cậu Hoàng đến. Cậu ấy có quyền không trả lời bất cứ một câu hỏi nào hết. Đúng vậy, cho nên cậu ta đã giữ im lặng trong suốt thời gian thẩm vấn. Điều này càng làm cản trở quá trình điều tra. Thưa sếp, tôi muốn bảo lãnh thân chủ của tôi, Trịnh Minh Hoàng. Vì tránh thanh tra kia nhìn chúng tôi, giá mặt của ông ta cho thấy ông ta là người khá nghiêm túc và cẩn trọng. Như khi ông ta nở nụ cười thì mang đậm vẻ khinh thị, không chút giấu giếm. Tôi vừa nhận được điện thoại của cấp trên chỉ đạo xuống. Vì tính chất nghiêm trọng của vụ án, cho nên trong 24 giờ tôi không thể đáp ứng yêu cầu này của cậu mong cầu thông cảm và hiểu cho tôi cầu hoàng là người có tiếng trong giới doanh nhân nhưng nạn nhân cũng không phải là người có thân phận bình thường sếp tân bất luận thế nào tôi cũng phải gặp được thân chủ của tôi hiện tại thân chủ của tôi đang bị giam giữ với danh nghĩa là nghi phạm khi tòa còn chưa tuyên án thì thân chủ của tôi vẫn là người vô tội tôi yêu cầu các vị đảm bảo quyền lợi của người vô tội Luật sư Dương, tôi cũng đã nói rất rõ với cậu là tôi đã được cấp trên chỉ thị xuống. Tôi chỉ làm đúng lệnh thôi. Nếu cậu vẫn cứ cố tình không hiểu, tôi sẽ có thể tố cáo cậu, tôi gây cản trở người thi hành công vụ. Cậu sẽ được gặp thân chủ của mình sau 24 giờ đồng hồ. Được, cảm ơn sếp. Tôi sẽ chờ đủ 24 giờ. Nói xong, tôi và luật sư dương cúi đầu xin phép ra về sau khi vị chánh thanh tra kia tôi biết rõ mọi chuyện không còn đơn giản nữa thái độ và lời nói của ông ta cho thấy rõ ràng là làm khó chúng tôi chắc chắn là đã có người bên phía nhà phương tác động đến có lẽ luật sư dương cũng có suy nghĩ giống như tôi cho nên khi bước ra khỏi cổng anh đã bảo tôi có một người bạn làm trong đầy Tôi sẽ nhờ người ấy xem giúp tình hình của cậu Hoàng Cô cũng yên tâm đi Phía bố cậu Hoàng nhất định Sẽ không để con trai Bình chịu khổ đâu Nhà nạn nhân kia Cơ cánh cũng khá to Nhưng cậu Hoàng cũng đâu đơn giản Nhà cậu ấy không chỉ có tiếng Trong thương trường Mà cả giới chính trị cũng quen biết rất rộng rãi Điều quan trọng bây giờ Là cô không phải là hung thủ Dẫn đến cái chết của nạn nhân Cho nên cô không cần phải sợ hãi Bình tĩnh cùng với tôi điều tra mọi chuyện tôi biết rồi cảm ơn anh nhưng mà bây giờ chúng ta đến hiện trường được chưa vẫn chưa sáng mai chúng ta sẽ đi bây giờ cô về nhà nghỉ ngơi lấy lại tinh thần cho tỉnh táo dạ cảm ơn anh nhưng mà cho tôi xin số điện thoại của anh có gì chúng ta liên lạc à tôi quên mất đây là số điện thoại của tôi Tôi nháy máy sang cho anh rồi đó Anh lưu lại số tôi đi nhé Được rồi Tôi bắt xe Từ ban điều tra hình sự Về thẳng nhà Toàn thân của tôi lúc này Như bị ai trút cạn sức Không còn chút sức lực nào Đành ngồi dựa vào ghế sofa Tôi đưa mắt nhìn xung quanh Căn nhà vắng lặng Im liềm đến đáng sợ Mới hôm trước thôi Ở phòng khách này vẫn đầy ấp tiếng cười hạnh phúc của cả gia đình ba người chúng tôi. Ở căn bếp kia, vẫn là khung cảnh anh đang nấu cơm, tôi đứng phụ, bé Hiếu lăn xăng chạy xung quanh. Vậy mà bây giờ, mọi thứ bỗng trở nên trống rỗng, chỉ còn sót lại sự cô đơn, tĩnh mịch và cùng giới tuyệt vọng. Tôi cứ cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang trực trào ở khóe mi. Nhưng cuối cùng, cũng chẳng thể nào kìm nén nổi mà ngồi khóc tu tu như một đứa trẻ. Tôi không biết mình đã ngồi khóc bao lâu Cho đến khi giọng của mẹ tôi gian lên Linh Tối rồi sao con còn ngồi đó Điện thì không bật lên Còn hiếu đâu Chắc là đi chơi với bố nó rồi hả con Chuyện mà Hoàng bị tạm giam Đã được bố anh phong tỏa tin tức Không lên báo đài Cho nên chắc mẹ tôi vẫn chưa biết chuyện Tôi dội dàng lau đi những giọt nước mắt Nhưng vẫn không giấu được mẹ tôi Mẹ hỏi tiếp Kìa, sao vậy con? Sao lại khóc rồi đó? Tôi sợ mẹ lo lắng, cho nên nói dối một lý do. Dạ, tại con vừa mãi đọc một bộ truyện ngôn tình ngược, con thấy thương nam nữ chính quá cho nên con khóc đó mẹ ạ. Mẹ tôi biết, tôi là một người sống cảm xúc, cũng hay bị rơi nước mắt bởi những bộ phim ngược, cho nên chắc có lẽ bà cũng tin lý do đó. Bà bảo với tôi trời đất vậy mà mẹ cứ tưởng là có chuyện gì làm mẹ trẻ con rồi mà vẫn như con nít đó vẫn còn đọc truyện rồi khóc nữa kìa tôi gượng gạo nở một nụ cười đam mê mà mẹ mà sao hôm nay mẹ lại về giờ này à mẹ về lấy ít đồ lúc này tôi mới nhớ ra cuộc gọi từ bệnh viện mà trước khi tôi bị phương bắt cóc tôi hỏi mẹ À, mẹ à, bố tỉnh rồi sao mẹ? Không. Bác sĩ chỉ bảo bố con có tiến triển tốt thôi. Chứ đã thấy tỉnh lại đâu. Mẹ cũng sốt hết cả ruột. Không biết bao giờ ông ấy mới tỉnh lại nữa. Quái lạ, rõ ràng bệnh viện đã gọi đến cho tôi, nói là bố tôi đã tỉnh. Lẽ nào tất cả là do phường sắp xếp để dụ tôi ra ngoài rồi bắt cóc tôi? Nếu như vậy thì chắc cô ta lúc ấy cũng phải theo dõi kỹ lắm mới chọn đúng hôm nay hoàng không có ở nhà. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy lòng giả con người thật đáng sợ. Chỉ vì một chữ yêu có thể bớt chấp tất cả. Chỉ đáng tiếc cô ta cũng bạc mệnh và rút cuộc kẻ nào hơn cô ta thấu xương tủy mới cho cô ta một nhát dao chí mạng đến như thế. Mẹ tôi sau khi về nhà lấy đồ xong thì cũng vào bệnh viện luôn Căn nhà lúc này chỉ còn lại mình tôi Nam có cho tôi số điện thoại của Vi Cô ấy nói trong thời gian này Thì 8 giờ tối cô ấy sẽ mang Hiếu qua nhà với tôi Rồi 7 giờ sáng hôm sau cô ấy sẽ đón thằng bé Tôi mệt mỏi đi vào căn bếp Cố hồng khô không muốn ăn thứ gì Nhưng vì nghĩ đến thời gian mình cần sức khỏe để chiến đấu cho nên lại nấu qua loa vài món Từng miếng cơm khi trôi xuống cổ họng của tôi lại mắc cứng ở đó như những viên đá nhọn đâm sâu vào cuốn họng khiến tôi càng ăn càng đau đớn. Nước mắt lần nữa chan cơm. Khi tôi chữa bát xong thì bên ngoài có tiếng xe máy. Đèn xe rọi sáng bừng góc sân. Là giọng của Hiếu vang lên. Mẹ Linh ơi, con về rồi. Vì đưa Hiếu về nhà với tôi. Cô ấy ngồi nói chuyện thêm một lúc rồi mới ra về vì có bé hiếu ở đây cho nên chúng tôi không nói gì đến vụ việc kia chỉ nói về sở thích ăn uống của hiếu vì khoe thằng bé ăn ngoan và ngoan lắm chúng tôi cũng yên tâm hẳn tối hôm đó hai mẹ con của tôi lên giường ngủ hiếu liên biện hỏi bố đâu sao hôm nay bố không tới những câu hỏi ngây thơ và mong ngóng bố của con như một sợi dây kim sắc nhọn xuyên thẳng vào trái tim của tôi đau đến mức tưởng chừng như không cầm nổi máu tôi nghẹn ngào và nói bố con đi công tác dài hôm con trai ạ à. chuyến đi đà lạt nhà Bình chỉ thế cũng phải hoãn lại mấy ngày này mẹ cũng bận công việc quan trọng con chịu khó ở nhà cô vi bạn bố dài hôm nhé hiếu của mẹ chắc chắn sẽ rất ngoan đúng không dạ ở nhà cô vi có chú mèo misa đáng yêu lắm mẹ ạ ừ hiếu thích nuôi mèo không dạ con có ạ à. được rồi vậy hôm nào mẹ sẽ mua tặng cho con một chú mèo đáng yêu như chú mèo misa giống như nhà cô vi nhé bây giờ con ngủ ngoan nha dạ mẹ chúc mẹ ngủ ngon sau khi con ngủ say tôi vẫn cứ nằm trằn trọc mãi Tôi nằm ôm lấy con Hai hạng nước mắt chảy dài xuống cối Từng giọt, từng giọt trước ra ướt đẫm Đêm này, ở trong đó Không biết anh sẽ ra sao Anh có ngủ được hay không Nghĩ tới đó thôi Tim của tôi như có ai đó bóp nát Quặn lên đau đớn 24 giờ 24 giờ, nghe thật lâu Và xa xôi quá Ngoài bầu trời Tối mù mịt không chút ánh sao chỉ ước chớp mắt một cái là đến sáng mai Tôi nằm đó Vừa khóc vừa suy nghĩ đủ thứ Nghĩ cách để chứng minh được Tôi không phải là kẻ đâm nhát dao chí mạng kia Nghĩ cách để hàm oan cho anh Và cả cho chính bạn thương tôi Cuối cùng Phải mãi đến khi nửa đêm Tôi mới thiếp vào giấc ngủ Nhưng không bao lâu sau Cánh tượng đầm máu kia lại hiện về Khiến cho tôi giật mình tỉnh giấc Và cuối cùng tôi không chịu được nữa ngồi bật dậy đi pha một cốc cà phê uống cho tỉnh táo đến khi trời sáng hẳn tôi vừa mở cánh cửa chính của ngôi nhà đập vào trong mắt của tôi là một dũng sơn màu đỏ lên láng tự như một dũng máu ở đó còn có một tờ giấy trắng trên trang giấy hiện lên dòng chữ đỏ kẻ giết người đền tội đi toàn thân của tôi lúc này như chết lặng khi đọc dòng chữ ấy nhìn xuống dũng sơn đỏ ký ức kinh hoàng hiện về khiến đầu của tôi cảm thấy đau nhói. Tất thải mọi thứ xung quanh dường như ngưng động lại, ngay cả thời gian. Tôi đứng thất thần, mất một lúc mới có thể lấy lại bình tĩnh, rồi nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ, dũng sờn màu đỏ kia. Bởi vì tôi sợ, lát nữa Hiếu sẽ thức dậy, thằng bé sẽ thấy. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, tôi chợt nghĩ ra chuyện tôi đâm phương, ngoài tôi và anh thì chỉ có luật sư Dương và Nam biết Vậy tại sao lại có kẻ cố tình đổ dũng sơn này lên Lại còn giết giấy rõ ràng nói tôi là kẻ giết người Lẽ nào người này chính là người thứ ba xuất hiện trong vụ án kia Nếu thực sự là như vậy thì mục đích của người này giết hại Phương Không hoàn toàn là nhắm vào cô ấy mà chính là nhắm vào tôi Nghĩ vậy tôi dồi dàng chạy đến thùng rác lục lại tờ giấy kia có lẽ đây chính là một trong những bằng chứng quan trọng. Một lúc sau thì Hiếu cũng tỉnh dậy, tôi cho con ăn sáng xong thì sắp sẵn đồ để cho Vi đến đón con. Ngoài cổng, bất chợt có tiếng lạch cạch cửa như ai đó đang mở cổng. Mới đầu tôi còn tưởng là Vi đến, nhưng chạy ra thì thấy mẹ của Hoàng đang từ ngoài bước vào. Sự xuất hiện của bà quá bất ngờ khiến cho tôi chưa kịp chuẩn bị tâm lý, nhất thời đứng ngỡ người ra, lắp bắp dạ bác bác ạ à. mẹ hoàng thấy tôi như thế thì nhìn một lượt từ đầu đến chân tôi tưởng là bà sẽ bài xích tôi như mọi khi sẽ móc mỉa chửi rủa tôi thế nhưng không nhìn xong bà lại hỏi thế chị không định mời tôi vào nhà sao lúc này tôi mới chợt nhớ ra dù gì có chuyện gì thì theo phép lịch sự tối thiểu cũng nên mời bà vào nhà rồi nói chuyện tiếp Hiếu vẫn đang ở phòng trên tầng 2. Tôi dội vàng chạy đi rót nước, mời bà xong, rồi cũng ngồi xuống đối diện với bà. Mới khoảng thời gian ngắn không gặp thôi, mà hôm nay tôi thấy sắc mặt bà tiều tùy hẳn. Hai quần thâm mắt hiện lên rõ ràng. Chắc có lẽ là bà đã mất ngủ vì lo cho anh. Đột nhiên tôi lại cảm thấy rất ấy nấy. Bà ấy nhìn xung quanh căn nhà một lượt, dường như đang tìm kiếm cái gì đó và cuối cùng bà hỏi Thằng bé đâu rồi? Nghe bà hỏi xong Tôi có chút bất ngờ Toàn thân hơi khường lại Sau đó vội vàng đáp Thằng bé đang ở trên tầng 2 à Lát nữa Chuẩn bị quần áo cho thằng bé Tôi sẽ đón nó sang nhà chơi mấy hôm Tôi nghĩ thời gian này Chỉ cũng bận gì của thằng Hoàng Cũng phải gửi cháu tôi Đến cái cô thư ký vi gì đó người nhà chăm sóc được vẫn tốt hơn người ngoài chị yên tâm tôi không có cướp mất con của chị đâu thôi tôi cũng chẳng dòng do làm gì hôm nay tôi đến đây gặp chị là để đồng ý chấp nhận việc chị và thằng hoàng quay lại bên nhau cho cháu của tôi có một gia đình trọn vẹn đợi sau khi chuyện kia ổn thỏa hai đứa tái hôn đi mặc dù cả hai đã quyết định sẽ tái hôn nhưng giờ đây nghe chính miệng bà ấy nói tôi thực sự có chút sửng sốt bà nhìn tôi cười khổ nói thật đêm qua tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều nghĩ ngày trước tôi cư xử với chị có nhiều phần quá đáng ngay kể thằng hoàng dứt khoát với con bé trúc mà tôi vẫn cố tình gán ghép cho nó với con bé phương tôi biết là chị cũng oán trách tôi lắm nhưng người làm cha làm mẹ ai cũng mong con cái mình có những điều tốt nhất thế nhưng có lẽ cách làm của tôi sai tôi không nên ép tôi không nên áp đặt con phải có suy nghĩ giống như mình không nên cố tình chia cắt nó với người mà nó yêu sự việc xảy ra ngày hôm nay một phần lỗi cũng tại tôi nói đến đây tôi thấy mắt bà cũng đỏ hoe cả lên Tôi có thể cảm nhận được những lời nói của bà ấy bây giờ hoàn toàn là thật lòng, thật tâm suy nghĩ của bà. Tôi đáp: Thật lòng. Mới đầu cháu cũng buồn lắm, thậm chí lắm lúc cũng giận bác, chỉ không hiểu sao mình cố gắng như vậy vẫn không được bác công nhận. Thậm chí bác còn thẳng thắn ủng hộ tranh hoàng với người phụ nữ khác. Nhưng khi có con rồi cháu mới hiểu rõ đối lòng của người mẹ mỗi người mẹ đều có cách mong ước gia định hướng con của riêng mình. Có lẽ bác mong ước gia định hướng cho anh Hoàng phải lấy người vợ hoàn hảo hơn cháu, vì anh ấy xứng đáng được như thế. Cho nên, khi anh Hoàng không làm được đúng kỳ vọng của bác thì sẽ khiến cho bác thất vọng. Kể cả lấy nhau gần 2 năm Mà cháu không sinh cho bác một đứa cháu Thật ra mới đầu Tôi cũng cố gắng chấp nhận chị nhưng vì nghe cái tin chị lấy con trai tôi vì kinh tế nhà chị chứ không yêu thương gì nó cho nên tôi càng không chấp nhận nổi nhưng thôi mọi chuyện đã là quá khứ tôi sai tôi nhận nhưng tôi hỏi chị bây giờ chị có yêu nó hay không cháu cháu có cháu rất yêu anh ấy vậy chị đồng ý tái hôn với nó chứ cháu đồng ý ạ à? Đồng ý rồi Thì xưng cháu với tôi nữa sao Nghe bà nói đến đây Mắt tôi cũng cay xè Dòng nghẹn lại Mẹ Bà nhìn tôi Bàn tay run run khẽ đập lên dài của tôi Và nói Cố lên Hai đứa cùng nhau trải qua giai đoạn này Mà thôi cũng muộn rồi Gọi cháu xuống đây Mẹ đưa nó sang nhà Tôi gật đầu và cười nhẹ. Tôi biết bà chưa hẳn yêu quý tôi, nhưng bà chấp nhận tôi là mừng rồi. Còn lại tình cảm có thể dùng đắp từ từ. Tôi vừa đứng lên gọi Hiếu, thì thằng bé đã chạy xuống tới cửa, rồi gọi lớn. Mẹ ơi! Hiếu, lại đây mẹ bảo. Hiếu ngờ ngác nhìn bà. Tôi thấy khóe môi của bà hỏi cười. Trong ánh mắt, dù nghiêm túc đến mấy, cũng không giấu nổi niềm yêu thương đang trào phúng. Tôi nhẹ giọng và bảo con. Hiếu, đây là bà nội của con. Bà là người đã sinh ra bố Hoàng đó, con mau chào bà đi. Thằng bé ngước mắt lên nhìn tôi, ngây thờ và hỏi lại. Vậy là giống như bà ngoại đã sinh ra mẹ sao? Đúng rồi con trai. Hiếu quay sang nhìn bà, giống dạc nói. Con chào bà nội Khoảnh khắc đó Giọt nước mắt đã chảy dài Hai bên má của bà Có lẽ bà không thể kiềm chế được Niềm hạnh phúc đó Đúng như thế Mặc dù bà không ưa tôi Nhưng Hiếu là cháu trai của bà Là đứa cháu bà đã mong ngóng bao năm nay Máu mũ, ruột già Cho nên dù có thế nào Bà cũng sẽ yêu thương thằng bé Bà nghẹn ngào nói Lại đây lại đây bà ôm một cái chắc có lẽ vì dòng máu tương thông cho nên thằng bé cũng rất vui vẻ mà xa vào lòng của bà nội bà ôm chặt khiếu trong lòng sau đó đưa hai tay ôm lấy má của con vừa rơi nước mắt vừa cười bảo chà bố cái thằng mày giống y như cha nó vậy đó thì mẹ con đi đẻ thuê giống bà rồi Tôi nhìn hai bà cháu Ước gì khoảnh khắc này Cũng có anh ở đây thì tốt biết mấy Sống mũi tôi chợt cay xẹ Xúc động Sừng sừng nước mắt Bà ngồi nói chuyện với tôi thêm một lúc Thì đón Hiếu sang nhà Sau khi hai bà cháu đi khỏi Rồi tôi mới gọi điện cho luật sư Dương Chúng tôi thống nhất Gặp nhau ở trước bàn điều tra hình sự Có lẽ quãng đường từ nhà tôi Đến bàn điều tra hình sự gần hơn Luật sư Dương cho nên khi tôi đến đây Chưa thấy anh ở đâu cả Trong lúc tôi đang đứng chờ luật sư Dương Thì bất ngờ từ đâu một người đàn bà trung tuổi Bước ra từ trong ô tô Phi xuống không nói không rằng Đứng trước mặt tôi giơ tay lên hùng hằng tác mạnh một cái vào mặt của tôi Khi mà tôi còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì Thì người đàn bà ấy Như mất hết lý trí Mà rít lên Còn hù ly tinh Tại mày Tại mày cho nên con tao mới chết nếu như mày sớm rút lui khỏi mối quan hệ của thằng Hoàng và con gái tao Thì con gái tao đã không phải chết thảm như vậy rồi Tôi ngước mắt lên nhìn người phụ nữ đó Sắc mặt đau thương cùng với sự phận uất và tức giận Dường như đã lên đến cực điểm Bà ấy chính là mẹ của Phương sau Dù bị đánh bất ngờ và đột ngột Nhưng khi nhìn vào ánh mắt bi thương của bà ấy Tôi lại không thể nào tức giận nổi Tôi cũng là mẹ, tôi hiểu rõ nỗi đau mất đi đứa con dứt ruột đẻ ra là nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời này tôi nghẹn ngào và lúng túng đáp cháu tôi còn chưa nói hết câu thì bà ấy lại nói tiếp mày mày đúng là con đàn bà độc ác ích kỷ mày có biết con gái tao đang hạnh phúc thế nào với thằng hoàng không hả nó đã mong chờ một đám cưới lãng mạn sắp diễn ra mọi thứ hai bên gia đình đã thống nhất mày là vợ cũ đã ly hôn rồi tại sao mày còn quay về ám cuộc đời của chúng nó tao nói cho mày biết tao sẽ không bỏ qua chuyện này đâu mà kế thằng hoàng tao sẽ cho nó cả đời này phải ngồi tù vì con cái tao mà không ngóc đầu lên được thái độ cùng với giọng điệu của bà ta rất kiên quyết và lạnh lùng cảm giác đau đớn đã khiến cho bà không thèm quan tâm tới hình tượng của mình nữa có lẽ cái bà muốn nhất lúc này đó chính là hành hạ những kẻ đã khiến con gái của bà mất mạng tôi cố kìm nén mọi cảm xúc xuống bình tĩnh và đáp chuyện còn chưa rõ ràng cháu nghĩ cô nên bình tĩnh đợi công an điều tra và chờ phán quyết của tòa án khi tòa án chưa công bố thì anh hoàng vẫn là người vô tội nghe tôi nói như thế ánh mắt của bà càng trở nên tức giận hơn dường như muốn giết người thái độ của bà vẫn hết sức kiên định và nói chúng mày đừng có tưởng có tiền thì sẽ thoát tội cứ chờ đó đi tao sẽ khiến cho chúng mày phải trả giá đắt nhất bao gồm cái ngữ hồ ly tinh như mày kẻ gián tiếp gây ra cái chết của con gái tao bà vừa dứt lời thì luật sư dương ở phía sau lên tiếng khi tòa chưa xử thì thân chủ của tôi vẫn đang là người vô tội tôi có thể kiện bà vì tội vô khống bà quay sang nhìn luật sư dương hai mắt long sòng sọc để nói gì đó thì một người đàn ông chạy đến kéo bà đi người đó nói đi về thôi mẹ đừng tốn lời với mấy kẻ này nữa em gái con chết oan như thế nào thì con sẽ khiến chúng nó khốn khổ như thế đấy. Nói xong, người đàn ông đó lùi bà ta đi. Tôi ngước mắt lên nhìn luật sư Dương. Anh ta giơ cái khăn ra trước mặt cho tôi. Khóe môi của cô chảy máu rồi kìa. Lúc này tôi mới để ý. Có gì đó mặn mặn và tanh tanh trong khoang miệng. Hóa ra là một dòng máu tươi bên khóe môi đang chậm rãi chảy ra. Tôi cảm nhận rõ sự đau đớn nỗi đau này giống như nỗi đau trong lòng của tôi tôi nhận lấy chiếc khăn từ tay luật sư dương gật đầu và đáp cảm ơn anh cô chờ tôi lâu chưa cũng không quá lâu chúng ta vào bên trong được chưa cô ổn chứ tôi ổn anh đừng lo cho tôi vậy thì chúng ta đi thôi lúc tôi và luật sư dương vừa bước vào bên trong thì thời gian này cũng vừa dặn trôi qua 24 tiếng. Ban đầu, bọn họ cũng làm khó chúng tôi, không muốn cho chúng tôi gặp Hoàng. Nhưng vì lời nói hồn quà của mình cho nên vị tránh thanh tra kia đành biển cưỡng và đồng ý. Cuối cùng, sau 24 tiếng dài đằng đẵng tôi cũng được nhìn thấy khuôn mặt của anh. Chúng tôi cách nhau qua một lớp kính trắng nhưng vẫn không che được nét dịu dàng trong ánh mắt khi anh nhìn tôi. Câu đầu tiên anh nói Đừng lo, anh giữ ổn. Chỉ một câu nói đơn giản của anh cũng đủ khiến cho tâm tư của tôi rung động. Cảm giác bất luận có thế nào, chỉ cần có anh ở phía sau thì mọi chuyện đều ổn cả. Chỉ thời gian gặp ngắn ngủi cho nên tôi nhường lại thời gian cho luật sư nói những chuyện quan trọng. Luật sư kể toàn bộ mọi chuyện bên ngoài trong 24 giờ qua cho Hoàng biết Hoàng nghe xong thì khẽ cực đầu Tôi biết Tôi cũng đã được luật sư của bố tôi nói lại Điều quan trọng bây giờ Là anh giúp tôi điều tra xem Kẻ thứ ba đâm nhát vào chí mạng đó là ai Trước tiên Hãy đến hiện trường xem có dấu vết gì hay không Tôi và cô Linh lát nữa sẽ rời khỏi đây để đến đó Từ qua đến nay Bọn họ có làm khó anh chứ cũng có Nhưng mà không cần lo cho tôi đâu Vì có cố tình làm khó Thì bọn họ cũng không thể làm gì được tôi Ừ Nhưng mà Anh có nghi ngờ ai không Tôi nghĩ Phương Chỉ là kẻ thí mạng mà thôi Còn mục đích chính của kẻ giết người kia Chính là nhắm đến Linh Suy nghĩ của Hoàng Trùng lập với suy nghĩ của tôi Khi nhận được tờ giấy kia lúc này tôi mới nhớ ra, dội vàng lôi tờ giấy từ trong túi sách cho Hoàng và luật sư Dương, tôi bảo em cũng nghĩ giống như anh, vì sáng đây lúc em mở cửa nhà ra thì nhận được tờ giấy này, em nghĩ đây chính là nét chữ của kẻ thứ ba đó. Hoàng sau khi nhìn nét chữ, hàng lông mày hơi nhíu lại như đang suy nghĩ điều gì đó. Luật sư Dương nói nét chữ này có vẻ cứng ngắc giống như nét chữ của đàn ông Hoàng lắc đầu Không Đó là nét chữ của một người phụ nữ Anh vừa dứt lời Thì giọng của một người cảnh sát giang lên Đã hết giờ gặp nghi phạm Vâng thưa quý vị Vậy là vừa rồi Túc Quỳnh đã gửi đến cho quý vị Phần 10 của bộ truyện Kế hoạch hôn nhân Tốt Quỳnh xin chân thành cảm ơn Tất cả quý vị đã đồng hành và lắng nghe Cùng với Túc Quỳnh Xin mời quý vị và các bạn hãy tiếp tục theo dõi phần 11 và cũng là phần kết của bộ truyện này sẽ tiếp tục được phát sóng vào ngày mai trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh. Quý vị và các bạn hãy ủng hộ cho Tú Quỳnh và ekip kênh đọc truyện Chi Dậu bằng cách nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất. Tú Quỳnh xin chân thành cảm ơn. Còn bây giờ, Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo.